Nên mình mới mua được 100 hòm các bạn ạ. Ở bên mình sẽ mua thêm. Mình mua cái Mitali cây, lý do là mình thích cái áo đỏ, cái áo da đỏ quá mà không biết mình có mở ra không. Thực ra 2 triệu mình mua hết tầm khoảng 2 triệu, nhưng mà nếu như mà mình mà để tiền lại đợi cái áo đấy giảm giá thì cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ lâu lắm. Mình muốn là mình sẽ mở được cái áo đấy ra và mình sẽ dùng suốt đời. Từ từ nhá, đây rồi, đây là cái hòm mà mình sẽ mở ngày hôm nay. Xịn nhất là cái váy, sau đấy là đến cái mũ cao bồi, và đây là cái áo đỏ mình đang cần này. Mình chỉ cần mỗi cái áo đỏ này thôi. Mình cũng thích cả cái ống loe này nữa. Mình thích cả cái mặt nạ này. Mình khá là thích cái mũ này. Và nếu như ra cái mũ này thì cũng được. Cái áo này thì không tệ, nhưng mà mình vẫn thích ra cái áo đỏ này. Khoảng được 1-2 cái váy thì càng ngon. Ta bắt đầu mở các bạn nhé. Cái đéo gì vậy? Mẹ lởm vậy, đây là đồ trắng à? Đồ trắng là lởm nhất à? Thì làm tí nhạc số coi. Ok, chúng ta bắt đầu mở các bạn nhau rồi nhé. Ui, sao nó có thể thiết kế những cái áo xấu vách cả lìn để đưa vào một cái game top 1 thế giới như này nhỉ? Không tưởng tượng được. Ui, xấu thế. Ê, đi mẹ cái ba lô. Ui, áo của thằng Zip. Thằng Zip nó luôn quanh quẩn quanh đây vậy. Ui. Từ từ đã, mẹ xem lại phát nữa em ạ. Mẹ nãy giờ toàn mở được màu trắng á. Cho mình cái quần ống loe được không? Ui. Tỷ lệ thật là vãi cứt vậy. Ui, sao lắm cái áo đỏ này vậy? Ui, chưa đi mẹ đổi màu phát nào luôn. Nhìn này, toàn ra màu trắng luôn. Mất mẹ 10 hòm, ui dồi mẹ áo thằng Zip. Ui, sao nhiều áo thằng Zip 3 vậy? Mẹ ba lô biu biu. Ui, mẹ mày cái tỷ lệ mà mở ra những cái đồ nó khác màu sao nó thấp vậy? Gì này? Tao không cần cái này. Đây là cái gì? Đồ ngựa thắt lưng. Chính xác hơn là cái loại này cơ. Ui, đi mẹ sao team noob boy nó cứ loanh quanh quẩn quanh đây vậy? Đéo được rồi. Mày đừng mời tao chơi nữa được không? Thể block được vào được. Ui. Đéo ăn thua rồi. Mẹ mày mất mẹ 20 hòm rồi toàn được áo đỏ với cả ba lỗ. Lại nữa. Đi mẹ đổi màu rồi này, bắt đầu đổi màu rồi này. Sao không cho mình cái quần ống le nhở? Cho mặt nạ làm đéo gì vậy? Em thử mặt nạ coi. Ui cái này mẹ mình, nói chung là cũng xấu. Ui trông mà xem. Mặt nạ trông đánh rắm à? Ui mẹ cái tỷ lệ ra đồ ngon nó thấp lắm. Cảm ơn Phương nhá. Ở nhà tí có khi tôi phải gọi vợ và mở cho nó đổi gió tí. 77 hòm, cứ từ từ đợi tí đã. Tí còn 20 hòm cho vợ mình mở. Mẹ chẳng nhẽ mở 100 hòm không được cái áo khoác đỏ, vô lý. Ui. Mẹ mẹ áo màu đen mà khung nó cũng màu đen luôn. Chứng tỏ là hàng đắt tiền rồi. Mẹ. Hết mùa rồi mà vẫn còn ra áo dài tay. Giờ Hà Nội nóng vãi cứt rồi. Mẹ mình nếu như phơi quần áo lên thì mẹ cũng phải được mẹ 2 xào áo đỏ rồi đấy. Ui, mẹ cái áo này mãi vậy. Lại thằng Zip. Zip nó cứ quẹm quanh quẩn quanh đây vậy. Lại quần này nữa. Ui, Zip ơi, tha cho anh Zip ơi. Ui, mẹ mà kéo chắc mẹ mẹ. Bà lỗ lại còn cháo lòng nữa chứ. Ui. Mẹ khắm vậy. Ui. Ui. Đi mẹ sao cái áo nó đập vào mặt sớt vậy? Đi mẹ đéo được. Đi mẹ mở mất một nửa rồi mà. Mẹ cái gì nó giá trị một tí cả. Nhạc đéo gì vậy? Đi mẹ có nhạc đéo gì mẹ.
Thế thôi, đeo khác được đâu. Ui, ui. Đít mẹ mày đau cả thể xác lẫn tinh thần thế này, làm sao mà đít mẹ mày sống rồi qua đêm nay đây. Các bạn Quang Minh nhá, đau đớn quá. Cái này thì cần cái đéo gì, đít mẹ mày. Đít mẹ, đau đớn quá. Đít mẹ. À, mẹ mày lại mặt nạ trông đánh rắm. Đít mẹ, hai cái rồi đấy, không thể cho cái quần ống loe được à. Đít mẹ, mày chờ đợi bao nhiêu lâu mỏi mòn vậy, cứt mẹ nó ra đập cứt vào mặt. Đít mẹ mày, phải 30-40 cái áo đấy rồi. Ôi ôi, địt mẹ mày có nên đặt tên cho mấy cái áo này không? Để mẹ mày nó ra mày gọi tên nó dễ không? Mẹ mày đau thế. Đau mẹ mày cá thể xác lên tinh thần như nào rồi. Nếu nghe nhạc này, bố mày nghe nhạc của Sơn Beat. Nghe nhạc của Sơn Beat các bạn nhỏ ơi. Mày nhiều áo ba lỗ vậy. Lại áo đỏ rồi. Cái nữa em nào. Đúng là như vậy. Đố mày ra được cái nữa luôn. Đít mẹ lại áo đen. Ra đủ bộ đồ trắng rồi. Thêm cái nữa em nào. Đít mẹ mày. Được. Trông được mà. Áo ba lỗ nhiều màu luôn rồi. Ôi ôi mẹ mày. Như vậy thì khu thời trang của chúng nó có vấn đề à? Tại sao nó có thể thiết kế ra cái áo này vậy? Trông đi mẹ mình như con ngựa vằn vậy. Đi mẹ em ra cái nữa, bố mấy cái bấm nhầm có được không? Đi mẹ nó ra thật này. Đố mày ra được thêm cái nữa đấy. Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ. Mình mở năm hòm nữa, mình cho vợ mình mở năm hòm vậy. Đâu gì vậy, đi mẹ. Tại sao cái này màu trắng mà mày mày mở trăm hòm rồi mới ra được một cái là sao? Hay là nó hiếm? Hay là nó đắt? Thôi ôi, đi mẹ nhìn cái dàn này mà xem. Sưu tầm không thiếu một cái nào luôn. Cái hàng bên dưới này sưu tầm đéo thiếu một cái nào luôn. Đi mẹ. Ôi, cái cuộc sống này. Ôi trời ơi, địt mẹ. Lại ra quần nữa rồi. Có thể mẹ mày chất liệu bằng da cho đắt tiền hơn một tí không? Ôi ôi. Miu ơi. Miu. Miu ơi. Miu. Miu ơi. Em có muốn mở hòm không? Này. Cảm ơn Thịnh Zoom nha, các bạn nha. Ừ, mở đấy, còn 10 cái hòm trắng ấy, mở nốt đi. Đây con mở đi, mẹ cho con mở. Nhà mở nhà open thôi à? Nháy vào đây này, nháy vào hòm trắng ấy là ra này. Rồi sao nữa, open à? Nháy đi, ừ, bấm đây cũng được. Đập chân thế. Đúng rồi đấy, cái đấy đắt tiền lắm, confirm đi. Rồi, đấy, cứ mở đi, nháy đúp vào cũng được. Con nhị rồi chứ. Hả? Được mà, ừ thế là được. Thế là được đấy. Thế là hòa tiền đấy. Áo xấu thế. Ừ áo ấy đẹp mà, áo ấy là hòa tiền rồi. Ủa anh đi. Anh chuẩn bị ra khỏi nhà đi còn gì nữa. Con có muốn mở không? Loạt lầu thế. Được, cái này là lãi. Cái này là lãi. Cái này là cái gì? Khung màu xanh này là nhiều tiền lắm. À? Ừ. Thế không màu gì là nhiều tiền nhất? Màu đỏ nhiều tiền nhất. Màu đỏ à?
Đây thì nhiều quá rồi, nhưng mà mình bán theo lô thì vẫn lãi. Nó ị ơi sao ấy, thối quá. Cái này của anh có một xào rồi đúng không? Ừ, nhưng mà mình bán theo lố là nhiều người mua lắm, yên tâm. Alo đi. Ui, con alo đi. Mic, con ơi. Kiếp sao ra làm má màu đỏ thế? Cố lên. Nó đang ị thối lắm ấy. Ngùi quá. Đây, mẹ cho con ấn. Nào, bấm hàng cuối con ơi. Con này. Sao con ba họ ấn hàng cuối? Gia đình mình hạnh phúc hay không? Nhô hạnh phúc rồi con ơi. Đúng rồi, thôi đi ra ngoài đi. Đi. Ai đi ra ngoài. Anh có nói lại thử thế không? Em đọc chân thế. Mở ra cho cái màu xanh rồi còn gì nữa. Mấy cái hòm mẹ mày đau cả thể xác lẫn tinh thần thế này. Các bạn ạ, chương trình mở hòm của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Trời ơi, tài khoản mình còn có 165.000 mẹ ơi. Chú choa mẹ ơi.